Ok, hello, Nhật Anh Quang xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay mưa gió bên mình lại lên một clip bán hàng cho anh em nhá. Cửa hàng mình là địa chỉ số 137 Ba La, Hà Đông, Hà Nội. Anh em nào ở gần thì có thể qua xem trực tiếp. Còn anh em nào xa thì bên mình sẽ gửi ship code nhá. Ship code anh em cọc trước cho mình 100. Mình sẽ gửi hàng và anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Máy bên mình bán ra bao Tết một tuần. Lỗi đổi bảo hành 3 tháng anh em nhé. Ok, đầu tiên hôm nay mình giới thiệu cho anh em con Xperia Z3 anh em nhé. Máy thì hình thức 9899, con này hình thức đẹp anh em nhé, 99 à, đó con này 98, chờ một tí đây thôi. Con này bên mình bằng bán là 1.400.000 anh em nhé. Phải này 1.400.000 còn đẹp hơn là 1.500.000. Con này bán ra kèm sạc cáp anh em nhé. Máy cấu hình là RAM 3, bộ nhớ 32. Chip của nó là 801. Màn hình là 5.2 inch anh em nhé. Dùng vẫn khá là mượt. Ok, bộ nhớ 32GB thì anh em lưu trữ cũng khá thoải mái rồi anh em nhé. Hình thức nó đẹp anh em nhé. 1.400.000, con này 1.400.000 anh em nhé. Còn nguyên siêu này, bóc ra đẹp như mới luôn anh em nhé. Ok, 1.400.000 anh em cần liên hệ mình nha. Tiếp theo là đến XZ1 thì cấu hình là RAM 4, bộ nhớ 64, chip của nó là 835, màn hình 5.2 inch em nhé, pin thì 2700, hình thức đẹp keng luôn anh em nhé, zin nguyên áp, còn là mình test áp luôn cho anh em xem nhé, anh em bấm cú pháp như này, sao thăng 7 3 7 8 4 2 3, thăng sao, ok, vào phần shipper test này nhé, kéo xuống dưới. Sensor này ok nhá, 1018 nhá, nhìn 1040 ấy luôn, áp cực kỳ căng anh em nhá. Ok, XZ1 thì bên mình đang bán là 2.200.000 anh em nhá, tặng kèm sạc cáp và ốp lưng, này dùng rất là mượt luôn. Ok, anh em cần đi liên hệ mình nhá. Quên, anh em nào mà mua hàng thì liên hệ mình qua số Zalo 0765826886 anh em nhé. Số mình sẽ để dưới phần mô tả. Ok, XZ1 còn đủ màu nhé, hồng, đen, trắng, xanh, đủ màu. Tiếp theo đến XZ2 anh nhé. XZ2 cấu hình RAM 4, bộ nhớ 64, chip là 845, màn hình 5.7 inch, pin 3180 mAh nhé. Con này hình thức phẩy, phẩy tí quay sạc này này, nó hơi bị cháy sơn tí thôi, còn lại thì vẫn đẹp nhé, chưa rơi, chưa cần móp gì, sức tí đây nữa rồi. Ok, con này thì bên mình đang bán là 2.450.000 anh em nhé, 2.450.000, tặng kèm sạc cáp ốp lưng. Đây, con này đẹp hơn. Đẹp hơn là 2.550.000 anh em nhé. Đẹp keng luôn. Ok, anh em cần máy gì thì liên hệ mình nhá. Tiếp theo đến XZ3, một con cuối cùng. Phải tí à, xước tí màn hình này. Còn lại đẹp hết anh em nhé. Đẹp keng luôn. Này mình bán 2.950.000 anh em nhé. XZ3 này là cấu hình RAM 4, bộ nhớ 64, chip 845, màn hình của nó là màn hình 6 anh em nhé, pin 3300, màn hình cong luôn, cực kỳ đẹp này, anh em nhìn màn hình cong này không? Màn zin đẹp không ám ố anh em nhé. Ok,
2.950.000 anh em nhé. Em cần thì liên hệ mình. Tiếp theo là có con V50. V50 bên mình đang hết hàng lâu lắm rồi, hôm nay còn sót một con. Máy đẹp keng luôn anh em nhé. Máy giờ V50 nó lăng lên kinh lắm, 1-200.000 một máy. Nói sơ qua và cấu hình cho anh em nào chưa biết thì con này là RAM 6, bộ nhớ của nó là 128 anh em nhé. Màn là 2K, cực kỳ đẹp luôn. Màn zin đẹp không ám ố anh em nhé. Máy zin Vinap. Con này mình bán là 3.850.000, tặng kèm sạc cáp anh em nhé. Anh em không lấy sạc cáp thì trừ 50.000. Ok. Còn 3.850.000 anh em nhé. Anh em cần thì liên hệ mình. Còn đúng một con duy nhất thôi. Anh em nào cọc trước thì mình bán, chứ cái cọc mồm thì chịu thôi anh em. Không giữ được. Rồi, tiếp theo là đến Samsung S8 Plus này. S8 Plus cấu hình RAM 4 bộ nhớ 64, màn 6.2 inch, màn cong nhé, màn 2K luôn, pin nó là 3.500. Màn zin đẹp không ám ố anh em nhé, máy zin đẹp 99, phe phẩy tí thôi, không đáng kể. Con này là bản Mỹ, một sim anh em nhé, mình đang bán là 3.800.000. Ok anh em, 3.800.000 nha, anh em cần liên hệ mình. Còn hai màu đen và màu xám. Tiếp theo là đến Note 15G anh em nhé. Samsung Note 15G. Cấu hình khủng luôn. RAM 12, bộ nhớ 256. Pin là 3.500, màn hình 6.3 inch anh em nhé. Màn 2K cộng. Dynamic AMOLED anh em nhé. Cực kỳ sắc nét luôn. Đấy, máy mới cập nhật phần mềm xong. Màn zin đẹp không ám ố anh em nhé. Còn nguyên áp. Đây mình test áp cho anh em nhé. Sao thăng. Không sao thăng. À, đây sensor. Áp này. Đấy. Áp nhảy căng luôn anh em nhé. Máy hình thức đẹp 99. Màn zin đẹp không ám ố. Cấu hình con này thì anh em dùng 235 nữa vẫn thoải mái nhé. RAM 12, bộ nhớ 256. Boot đầy đủ nha. Ok anh em. Con này bên mình đang bán là 7.500.000 anh em nhé. 7.500.000 tặng kèm sạc cáp cường lực. À đâu, miếng dán BBF. Sạc cáp, dán BBF màn hình và ốp lưng anh em nhé. Có hai màu đa sắc và màu đen anh em nhé. Ok. Anh em cần thì liên hệ mình luôn. Rồi. Cuối cùng là S15G anh em nhé. Samsung S15G. Bản Hàn nhé. Con lốt 15G này cũng là bản Hàn anh em nhé. Một sim. Cấu hình là RAM 8, bộ nhớ 256. Màn 6.7 inch. Cũng là độ phân giải cũng là 2K cộng anh em nhé. Pin 4.500. Này thì màn hình thì không còn chê vào đâu được luôn anh em nhé. À, màn zin đẹp không ám ố. Hình thức 99, 98. Con này hơi xước tí chân sàng này, còn lại đẹp anh em nhé. Máy này bên mình đang bán là 6.3 triệu. Tặng kèm sạc cáp ốp lưng. À không có ốp lưng, con này không, bên mình là hết ốp lưng con này rồi. Sạc cáp và dán BBF anh em nhé. Ok. Màn đẹp không? Quá đẹp luôn. Test camera cho anh em xem này. Ok luôn nha. Cam cực kỳ led này. Ba camera luôn. Con này zoom tối đa là 10x. Nét không? Quá nét luôn anh em nhé. Ok anh em cần thì liên hệ mình nha.
còn mình còn màu vàng và màu đỏ đa sắc anh em nhé. Ok anh em nhé. Cuối cùng thì anh em cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhá, ấn vào nút chuông để theo dõi những video mới nhất của mình. Ok, chào tất cả anh em nhé.